Bà con ơi, đậu que. Đậu que bà con biết không? Đậu que mà cũng có người ta không có gọi đậu que, ta gọi là đổ que. Nhưng mà đậu que hay đổ que nó cũng là một thôi bà con. Mà có những người có cái bệnh thế này, mặc dù nó tốt nhưng mà bệnh thế này là không được ăn. Mong bà con ta lưu nhớ cho rằng đó là dạ dày, người đang đau bệnh dạ dày, người có bệnh dạ dày, người có bệnh đường tiêu hóa kém, rồi đại tràng chướng cái bụng, sỏi tiết niệu, bệnh gút, bệnh sinh lý nam, đang ngộ độc, không được ăn sống, sỏi mật, sỏi thận, đó nha bà con nha. Đó, cho nên là đậu que nó rất tốt, nhưng mà những người đang bị bệnh đổ nè, độ dạ dày nè, tiêu hóa nè, kém đại tràng nè, chướng bụng nè, sỏi tiết niệu, bệnh gút, sinh lý nam, đang ngộ độc là không được ăn sống đậu que nha bà con. Và nó còn người không được nữa là không được là người sỏi thận và sỏi mật. Sỏi thận và sỏi mật cũng không có ăn được đậu que nha bà con. Nhưng mà nó tốt cho sức khỏe lắm ấy, đậu que, đổ que này nè, là nó tốt cho tim mạch nè. Wow, chống viêm, tốt cho mắt, tầm nhìn của mắt. Chống oxy hóa, ung thư đường ruột và viêm khớp. Ngăn ngừa nhiễm trùng, bạo bầu và cũng không ăn, giảm cân không ăn. Bạo bầu tốt, giảm cân tốt. Ăn một ngày là 600g một ngày, ăn một ngày là nghỉ một ngày, ăn một ngày nghỉ một ngày. Bà con ơi, xin nhớ nha. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, sao chị xin chào.